Máy thực phẩm Hoàng Quân xin kính chào khách. Hôm nay chúng tôi sẽ làm demo giới thiệu về một dòng máy xay giò chả. Và hôm nay món chúng tôi sẽ làm giới thiệu mọi người là món giò chả, món truyền thống, hương vị miền Bắc. Trước hết là chúng ta sẽ cho thành phẩm vào trong, đây là thịt, nạc và mỡ, chia theo tỷ lệ là 7-3, 7 lạng thịt, nạc và 3 lạng mỡ. Thì ở đây mọi người lưu ý là cái phần thịt là nhớ mua thịt vừa mới mổ, vừa mới giết mổ ấy, thì nó sẽ đảm bảo cho các cái thành phẩm sau nó sẽ được ngon. Tiếp theo đó đây là bột nêm, tôi sẽ cho đây là 2 thìa. Chúng ta sẽ sử dụng đây là bột năng, bột hay người ta hay làm chè ấy. Chúng ta cũng cho khoảng tầm 2 thìa. Mì chính 1 thìa. Hạt tiêu ăn cay không cay là sẽ phụ thuộc vào cái này, tôi sẽ hôm nay cho khoảng tầm 1 thìa. Ok. Nước mắm cố gắng mua được cái loại ngon nhất, 1 thìa. Và đây là một cái chút bột nở, có gọi là 10g bột nở, bột làm bánh mì nhé mọi người, thương hiệu nào cũng được. Sau đó thì chúng ta sẽ cho thêm một ít đá. Đây là đá đã được đập. Mọi người cho đá đã được đập vào nhé. Đấy. Cho khoảng như thế này. Để nắp vung lại. Sau đó chúng ta bật công tắc bên cạnh này thì nó sẽ chạy. Ở đây nó sẽ có cái phần hộc đá này thì mọi người lưu ý giúp mình rất là kỹ nhé. Trước khi xay, trước 10 đến 15 phút là mọi người đã phải cho đá và nước vào để cho nó tắt lạnh mồ hôi như thế này mới bắt đầu sử dụng máy. Và lưu ý rằng công thức sẽ được gửi kèm theo máy, mọi người phải đọc công thức trước khi sử dụng. Thì anh chị em cứ gọi điện theo số điện thoại trên video này thì bên mình sẽ tư vấn hỗ trợ nhiệt tình hơn. Mọi người kiểm tra nhé. Đây là thành phẩm sau 2 cho đến 3 phút mình xay thì mọi người chú ý vào cái màu sắc và kiểm tra chất lượng giò là sẽ như thế này, nó phải dẻo, nó phải dính như thế này. Đấy. Thì ở đây mình xin phép một chút là mình sờ tay vào. Khi sờ tay vào mà thành phẩm nóng tức là thành phẩm của bạn, các bạn đã không thành công. Nó phải sờ vào nó phải mát như thế này. Đấy, anh chị em có cái nhu cầu tìm hiểu về các cái dòng máy mà bên máy thực phẩm Hoàng Quân đang sản xuất và phân phối trực tiếp, vui lòng liên hệ theo số điện thoại hoặc là vào website. Xin cảm ơn mọi người, xin chào.